Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em giới thiệu về mình. Em tên là Huệ, em đang làm kiểm soát nội bộ tại công ty Hoàng Anh. Năm nay em 28 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột ạ. À, là bây giờ xuống đây tham gia chương trình thôi, là về vẫn sống ở trên kia. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, mình nghe với bạn trai trên kia giới thiệu ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Nguyên, nguyên quán thì ngoài Hà Nội, sinh ra và lớn lên thì ở Đắk Lắk. Nhưng mà em học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em 27 tuổi. Dạ, em là nhân viên IT. Một người ở Buôn Ma Thuột, ở người Đắk Lắk gần nhau. Nhưng mà bạn nam là làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ cặp này hẹn hò sao thấy nó hơi xa xôi cách trở. Đâu có gì đâu, cùng quê mà. Người đi làm rồi cũng về Đắk Lắk thôi đúng không bạn? Đắk Lắk là Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ. Bạn dạ, có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Tính mối tình chính thức thì em có hai mối tình vậy. Bao chia tay bao lâu rồi? Mối tình chính thức là chắc 20 hơn. Mối tình không chính thức thì tại nó gọi là không muốn chính thức nên nó cũng không gọi là mối tình. Thôi bây giờ hỏi bạn nè, bạn nữ là lớn hơn mình 1 tuổi thì bạn có ngại không? Nói chung là tình yêu thì nó cũng không quan trọng mấy vấn đề đó vậy. Bạn nữ thì sao? Mình ở trên đó, nếu như mình có bạn trai ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nghĩ như thế nào? Là cho em hỏi anh luôn được không? Hỏi anh luôn đi trực tiếp. Anh ơi, anh có ý định về Buôn Ma Thuột không ạ? À thì mình cũng chắc định hết năm nay là mình về Đắk Lắk bạn ạ. Về sinh sống ở đó luôn. Dạ đúng rồi, mình sinh sống và làm việc ở đó luôn. Dạ vậy thì quá tuyệt vời chị ạ. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Nhưng mà cơ bản hai người hỏi với nhau thử coi xem có ở gần với nhau, có chừng ở gần có chừng bà con không biết rồi nha. Bạn ở đâu nhỉ? Bố mẹ em ở huyện Cư Mờ Nga. Mình ở Madarak, bạn có biết Madarak không? Dạ em biết anh. Rồi vậy được rồi, ổn. À, thí dụ như mình lấy vợ là sau này mình về quê mình ở với ba mẹ mình luôn hả bạn? Gia đình em thì có mình em là con trai ạ. Chị em với cả em gái em thì đã lấy chồng rồi, thì là ở với ba mẹ. Mà mình có biết nói tiếng dân tộc hay là gì không? Có, nói tiếng dân tộc sơ sơ chị. Ví dụ như kính chào quý vị khán giả thì lung cúc một lúc quên sang. Hoặc là ăn cơm thì họ say. Ủa bạn nam có biết nói không? À Ajon Cup Athe em nhớ mấy câu đó à. Không biết là gì. Hình như là anh yêu em. À em lại không biết câu đó. Biết học quá ha. Học có câu một quá ha. Thuộc bài gì ở Tây Nguyên? Hát lấy lòng bên kia coi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối. Bước qua gian dối người ơi. Em ơi, em đi tìm mẫu bạn trai lý tưởng như thế nào? 1m7 thì càng tốt ạ. Một người biết quan tâm, biết lo lắng, là người thành công trong công việc. Nghĩa là em ấn tượng những người có sống mũi cao, hát hay. Như anh ấy là hát hay rồi đó. Chút nữa chị sẽ qua chị coi. Dạ, bụng thì không nên to quá, em ôm vỗ đủ phòng ôm được rồi. Có cái điều nào bạn không thích không? Nghiện thuốc này, nghiện bài này, rồi nghiện game. Nghiện em được không? Đó, tiêu chuẩn đưa ra đó, em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 60-70% ạ. Em mong muốn thế nào? Thân thích thì cao trên 1m50 là được, hiền lành. Nhưng mà biết chửi nhau. Ủa? Lạ gì? Đôi khi mình đi nhau cuộc sống cũng có nhiều cái va vấp. Chẳng hạn đi ngoài đường chẳng hạn, người ta sai nhưng mà mình không sai mà người ta chửi mình. Mình phải biết đối đáp lại với người ta. À có nghĩa là muốn bạn gái mình ra đường không có bị ai bắt nạt phải không? Dạ. Bây giờ nếu được thì chừng nào mới tiến tới hôn nhân được? Dạ 1 năm chị. Bên 1 năm được không bạn trai? Dạ được ạ, tùy theo bạn gái thôi. Nếu mà yêu nhau mà tiến tới hôn nhân thì em sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc. Rồi, mình có thể nói một chút xíu những cái ưu điểm với khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, chịu khó, nấu các món ăn vặt rất xiên và ngon. Kem lăng, sữa chua, rồi rau câu dừa, rồi trà sữa. Rồi. Nói tôi chảy nước miếng rồi nè. Dạ. Còn khuyết điểm? Em sống nội tâm, hay suy nghĩ mà theo kiểu suy diễn luôn. Ví dụ như bạn chỉ nói vui chọc mình mà mình nghĩ vào cái câu đó mình xoáy chắc là nói khiến gì mình dữ lắm. Ý gì dữ lắm. Tối về suy nghĩ ngủ không được. Chi vậy cho nó mau già, thôi kệ đi, bỏ bớt đi. Dạ, đúng rồi. Bây giờ chị hỏi này là em có lớn hơn bạn nam 1 tuổi đó. Bạn nam thì không thành vấn đề nhưng mà dạ em có ngại gì không? À, em lớn hơn nhưng mà anh ấy là người chững chạc hơn, biết lo lắng cho mình hơn thì tốt. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Dạ. Bạn có ưu điểm khuyết điểm gì không? Bạn giới thiệu cho bạn gái bên này nghe luôn. Em nói khuyết điểm chưa? Đôi khi cũng hơi khó tính. Sống thêm về tình cảm nên đôi khi nó chi phối công việc nó nhiều. Rồi, sở trường của bạn trai là gì? Em nấu ăn cũng khá ngon. Dạ thì biết một số tài lẻ như là có thể là giả giọng Hồng Kông chẳng hạn, là mọt thuật. Rồi giả giọng Hồng Kông giới thiệu vô bài hát luôn. Cô nương à, cô nương có bằng lòng về Đắk Lắk sống với ta không ạ? Tiền bạc đối với ta không thành vấn đề đâu. Ai tờ 500 ta coi như 1000 thôi mà. Đối với ta tình yêu là tất cả, tiền bạc chỉ là phù du thôi. Dạ chào chị ạ. Tiếp, đang hay mà. Dạ thì bây giờ là hết, kết thúc. Giới thiệu vô bằng tiếng Hồng Kông hát luôn. Ý chà, thấy chàng trai có lẽ hơi rùng quá nhà.
Bây giờ tao không có dùn đâu. Sau đây là tao sẽ hát bài một bài gì đó. Tao không biết hát bài gì hết. Thôi hát bài lúc nãy đi. Ủa vậy hát nãy hát rồi, vậy hát gì nữa? Dạ thôi chắc lên thôi vậy. Còn có tài năng gì nữa không? Em cũng biết làm ảo thuật nhưng mà chắc... Gì móc móc gì vậy? Ảo thuật chắc tí nữa em diễn cho bạn gái xem. Ồ, thôi cũng được. Bây giờ bạn có biết lý do tại sao bạn ế không? Đi học hay đi làm gì đó hay là đi ở trọ thì cái quanh khu vực em là đa số là con trai ạ. Thứ hai thì cũng có thể do một phần mặt hơi đều đều tí. Dạ dễ có kiếm nhưng quay vào sống mũi cao không? Tạm thôi. Dạ. Không nhưng mà vóc dáng tương tác cũng hợp lý. Lấy nhau về chồng. Tiền bạc thì hai vợ chồng ai sẽ người quản lý? Hai vợ chồng nếu mà ai mà quản lý giỏi thì sẽ cho người đó quản lý. Chắc cứ phân chia ra một tháng này bạn quản lý tháng sau. Vậy vậy làm sao có cái quỹ được, vậy là banh chành á, người nào một người thôi. Thử trong năm xem ai giỏi hơn thì cạnh tranh công bằng ha. Dạ. Thôi được rồi, để mình hỏi bên này coi. Em thấy như vậy là không ổn lắm đấy. Không ổn đúng không? Nhưng vợ quản lý thì vợ quản lý hết, còn chồng là quản lý được quản lý hết. Các bạn này nghĩ ra có nghĩa là nhiều người cứ nói phụ nữ là quản lý tốt nhưng mà đôi khi có những người phụ nữ người ta cũng đỉnh đoạn, người ta không có vung vén thì cũng không có giữ được tiền. Dạ. Anh thấy cũng được nhưng mà kế toán tính hay lắm. Cái toán tính sao mình nghe vậy anh ơi? Có một cái thật xấu gì? Hay suy nghĩ và suy diễn đó. Ngoài ra là cũng hay mít ướt đó nè. Thì mít ướt nàng nghĩ được không? Dạ thì em cũng thích con gái hay khóc ạ. Thôi hay khóc hoài luôn em. Không có tiền đem về là khóc. Quản lý ô cũng khóc em. Cứ về là được. Dạ. Hai người về kiếm mẫu cà phê là trồng cà phê hoặc là trồng điều tiêu với điều á ha. Dạ. Đúng là vợ nào chồng đó. Thế tại sao mình không có tìm được người bạn trai cho mình ha? Là cũng có bạn này bạn kia tán nhưng mà hiền quá hoặc là không có ấn tượng gì nữa hay là không có duyên á, nghĩa là không đến được với nhau. Anh thấy là hai người có vẻ hợp nhau đấy. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình không? Hôm nay em đi thì có chị dâu em và bạn thân của em đi cùng. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và tất cả khán giả ở chương trình hôm nay. Em là bạn thân của Kim Huệ được khoảng gần 30 năm. Hả? Dạ. Từ nhỏ lên lớn chơi nhau luôn hả? Dạ. Ngoài những cái mà Huệ nói ra thì có một cái đặc điểm rất là hay ở Huệ á. Tại vì ba mẹ Huệ đều là bác sĩ hết nhưng mà Huệ không theo cái ngành đó. Tuy nhiên thì cái tiệm thuốc này kia Huệ hay phụ cho nên cái kinh nghiệm về y thuật của Huệ rất là tốt. Cái tăng duy nhất của em là về cái tính cách, tuy 28 tuổi rồi nhưng mà tính cũng là vô tư, cũng hơi mít ướt. Em chưa đánh giá nhiều được về bạn trai nhưng mà còn một người bạn nào chững chạc hơn một chút xíu. Nhưng mà lúc tiếp xúc thì em thấy bạn trai cũng xinh giống như bạn em luôn. Thôi em muốn hỏi ý của chị dâu. Chị nhìn em thấy hai em là cũng tuyệt vời đấy nhưng mà còn sau này hai em thế nào nữa? Em như bạn nói chị tin á, chị thấy có vấn đề gì không? Cứ xin chị tin rồi thôi, có khi mình cũng có thể thay đổi được. Các bạn bề ngoài thì em nói chuyện vui vẻ nhưng mà thực chất là trong đầu em suy nghĩ rất là nhiều. Đôi khi mình muốn hòa đồng. Được, được. Dạ. Em nói chuyện thì cũng thấy có vẻ trẻ trung á nhưng mà em suy nghĩ cũng như ông già. Dạ. Thế bạn trai có đi với người thân không? Dạ, ở dưới kia có anh rể của em đi cùng ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể khán giả. Thì anh thấy là Cộng Nguyên thì cũng nhiều tuổi, Huệ cũng nhiều tuổi rồi. Thứ nhất là vậy. Thứ hai nữa là hai nhà thì cũng gia đình thì chắc cũng là tương đồng. Nhưng mà Cộng Nguyên thì cũng còn không già dặn như Huệ. Thật tuyệt tình, có sao nói vậy? Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha. Đó là ý kiến của những người thân rồi, bây giờ tới phiên mình nha. Do mình quyết định hết. Kéo màn. Mình với bạn á, thế mà tiến tới xa hơn nữa thì bạn có chịu về Maroc làm dâu? 60 cây là không thành vấn đề anh. Là gần. Còn hơn nữa thì xa. Thôi mình gọi nha, anh em cho nó tình cảm đi. Nhìn bạn rất là dễ thương. Nữa. Rồi, bực mình ghê ông này. Tóc bạn rất là đẹp. Em đi. Dạ. À, tóc em rất là đẹp. Dạ, em cảm ơn. Em cười rất là đẹp. Nhìn anh rất là chi thức. Thực chất thì anh cũng chi thức lắm. Dạ. Anh rất là hay pha trò, ví dụ bạn gái mà nhõng nhẽo là anh có rất là nhiều chiêu để dỗ. Xí. Dạ. Hồi nãy em có nói là hồi nữa em ảo thuật cho bạn gái coi. À, đúng rồi. Cho người đứng sát cái gần người trước này đó. Cần có nó lòi. Kệ. Ồ, thấy không em? Em thấy kịp không? Em chưa hiểu ra ảo thuật chỗ nào. Chưa thấy ảo thuật chỗ nào chứ á. Đây là cậu bông. Cho tay. Thấy kịp chưa em? Hay không? Quá hay. Có tài. Hay đâu. Cầm quơ xong đưa đây tay cầm bóng đi em đưa không có gì cũng cầm bóng đem hết. À
Anh đứng sao thấy được. Cái vấn đề là người ta nhanh tay là được rồi. Ờ, cái vụ tiền nãy nói chưa xong à, đúng rồi. Cái tìm bạc thì mình cũng không quan trọng mấy. Nói chung là ai gì cũng được hết à. Ông này ổng mất nhất trước sau dễ sợ không? Mà cái này chưa thấy. Cái này bây giờ thấy giao hết luôn. Cái này dân gian người ta gọi là gì biết không? Trời ơi, đó là nhìn mặt gửi tiền. Gửi vàng á. Đúng rồi, nhìn mặt rồi gửi vàng đấy. Thứ bây giờ hẹn hò sao? Trong khi mà chờ đợi ảnh về quê đó. Bình thường thì ở nhà nhắn tin hoặc là có thể chat qua Skype để thấy mặt nhau. Em có thể dành ra khoảng một tháng cùng xuống Buôn Ma Thuột chơi bạn gái. Với lại nếu mà mình thu xếp được thì có thể chưa đến tháng mình có thể mình xuống thăm bạn được. Cái cảm nhận lần đầu tiên gặp trái tim mình thế nào? Khoảng cách có vẻ hơi xa, nếu mà gần hơn nữa thì gần đi là... Anh cảm xúc thế nào anh? À, chị Tường, chị Suối à, anh có thể hơn em cái được không? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Mình trước giờ cũng chưa hôn giờ không biết sao. Anh thuộc bên nào anh? À, bên nào mà không bên nào nữa. Bên này anh nhé. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn gái không bấm nút thì bạn trai nghĩ sao? Thì có thể bạn sơ ý không bấm nút nè. Nếu như bạn trai không bấm nút thì bạn gái nghĩ sao? Dạ chắc là cái nút bị hư anh ạ. Rất dễ thương. 3 2 1 Chưa có tiếng đếm chưa hết là bấm rồi đó. Cặp đôi này trời ơi. Nhanh lẹ dữ vậy ông. Hôn nữa không? Dạ nắm tay rồi. Chưa thấy ai hôn mà còn coi bên nào thuận. Thôi được rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nụ hôn đó sẽ nhân ra nhiều niềm vui hạnh phúc nữa. Chúc mừng các bạn.